Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Đoạn đầu video này thì mình sẽ bắt đầu bằng một cái đoạn video selfie ở độ phân giải 4K 60fps. Và cũng có rất nhiều anh em đặt câu hỏi cho mình: 12 triệu, 13 triệu em có nên mua con điện thoại này hay là không? Đây là con S20 FE của nhà Samsung. Mình nói thật nhá, tầm khoảng 12, 13 triệu Galaxy FE là lựa chọn tốt nhất. Cho dù là S20 FE đã ra mắt hơn 1 năm tuổi rồi các bạn. Nhìn lại để xem chiếc điện thoại này còn đáng mua ở những điểm gì nhá, và phải đánh đổi thứ gì nhá. Let's go. Ngay cái đoạn đầu vừa rồi các bạn thấy quả camera selfie quay 4K 60fps mà nó nét căng, âm thanh thu thì nó lại còn hay nữa. Thế nên ngay ở cái yếu tố đấy thôi là các bạn đã có thể thấy là nó phục vụ quá tốt cho các bạn trẻ Gen Z bây giờ, để mà phục vụ đến cái nhu cầu mà quay video TikTok này, quay video review các thứ này. Camera selfie đã quay chất lượng như thế rồi thì các bạn cứ tưởng tượng cái camera chính đằng sau quay nó còn ngon đến mức độ là như thế nào. Ok, nhưng mà thôi, đấy chỉ là một yếu tố nhỏ lặt vặt thôi. Mình sẽ nói đến cái camera sau. Và bây giờ mình sẽ muốn nói về những thứ mà mình tin là ai cũng sẽ cực kỳ thích trên con Galaxy S20 FE này các bạn. Yếu tố đầu tiên chính đến từ cái hiệu năng của nó, thực sự là quá ngon. Đến bây giờ mình vẫn phải khẳng định là con Snapdragon 865 trên con Galaxy S20 FE này vẫn cân hết. Thực sự là nó vẫn đủ sức cân hết tất cả các thể loại game, app, ứng dụng bây giờ. Nói chung là các bạn kiểu chơi liên minh ok, các bạn chơi liên quân ok, các bạn bắn PUBG vẫn cứ là ok hết. Có trang chơi Genshin Impact thì máy nó hơi bị nóng lên thì các bạn sẽ cần phải tìm cách để mà tản nhiệt cho nó thôi. Các bạn có thể lên Xịn Store mua mấy quạt tản nhiệt xò lạnh áp vào đây một cái, hay là máy vừa mát giữ FPS ổn định hơn mà chơi trong một khoảng thời gian dài thì các bạn cũng không hề bị khó chịu với giá cái lòng bàn tay của các bạn khi mà cầm nắm trên tay cái điện thoại này. Tức là ở cái yếu tố đầu tiên là về mặt hiệu năng thì Snapdragon 865 thậm chí nó còn là cái con chip nhiều người thích hơn cả những con chip mới ra gần đây, bởi vì nó cân bằng giữa yếu tố hiệu năng này. Đấy, cân bằng giữa yếu tố ổn định này, tại vì con này đã trải qua rất nhiều những bản update và phần mềm rồi. Máy bây giờ chạy cực kỳ mượt mà, rất ngon lành luôn, mà nó lại không hề bị quá nóng giống như Snapdragon 888 hay gần đây nhất là Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Tức là thà chúng ta có một cái con chip tuy rằng nó không phải là gọi là nó mạnh ghê gớm lắm về những cái điểm số benchmark, nhưng mà dùng bình thường hàng ngày nó sướng, chơi game nó vẫn ngon, và quan trọng là dùng hàng ngày mượt mà trơn tru, không bao giờ lo giật lag gì cả. Đấy, cái đấy là cái mà mình nghĩ rằng nhiều người sẽ cực kỳ thích con Galaxy S20 FE này. Yếu tố thứ hai á, đó là cái màn hình. Con này chúng ta vẫn có màn hình 120Hz, chúng ta vẫn có độ phân giải Full HD Plus, chúng ta vẫn có cái màn hình Infinity O tương tự những con xịn sò nhất bây giờ. Có chắc là việc màn hình bên trên bên dưới thì nó vẫn còn hơi dày một chút xíu thôi, nhưng mà không sao, cái đấy thì mình vẫn chấp nhận được. Tức là nói về mặt thiết kế mặt trước thì chúng ta vẫn có một cái trải nghiệm nói chung là tạm được. Hiển thị trên cái màn hình này thì màn hình của Samsung mà, bây giờ các bạn phải lo đâu, độ mượt thì không phải bàn. Các bạn cứ tưởng tượng vừa 120Hz, vừa One UI mà còn chạy Qualcomm Snapdragon trải qua bao nhiêu bản update rồi, bây giờ nó mượt, phản hồi nó nhanh, dùng nó sướng, và gần như các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cái điện thoại này nó bị lag một chút xíu nào trong những cái tác vụ bình thường hàng ngày. Nói chung là dùng con này bây giờ mình phải nói là cực kỳ ngon luôn. Vuốt cái màn hình này 120Hz nó sướng lắm các bạn, vuốt TikTok này, lướt Facebook này, thậm chí là vuốt một cái gì đó nó cũng sướng. Đấy, chơi game các thứ thì phản hồi khỏi bản. Nhiều bạn cứ ý kiến về vấn đề cảm ứng của con này mà mình dùng xuyên suốt thời gian vừa qua, anh em trong studio dùng con này solo liên quân các thứ với nhau mầm chẳng vấn đề gì cả. Nên nói luôn, màn hình cũng là một cái mà rất nhiều người thích trên con điện thoại này. Bây giờ mình nói đến cái camera này, thì ngoài cái vụ quay camera 4K 60fps ở cả cam trước lẫn cam sau, thì camera của con Galaxy S20 FE này mình đánh giá nó cao ở cái điểm camera chính 12 chấm nhưng kích thước cảm biến ảnh lớn. Nó giúp cho cái khả năng chụp hình mang lại một màu sắc rất là đã mắt, rất là sướng, rất là nịnh. Đấy, có luôn cả camera tele quang học, có luôn cả camera góc siêu rộng chất lượng cực kỳ ngon. Nói chung thì đây vẫn là một con S các bạn, nó vẫn là một cái con thuộc dòng cao cấp nhưng ở cái mức giá tốt hơn một chút xíu thôi. Nói như thế nào thì nói, cho dù nó là SFE thì nó vẫn là một chiếc S, không thể phủ nhận được cái điều đó. Nên nói thẳng luôn ra, cái cảm biến camera này vẫn được thừa hưởng từ những con cao cấp trước đây, đấy là S20 Plus hay là S20 thông thường, mà cái cảm biến này cũng được sử dụng trên con S21 Plus và S21 nữa. Nên nói chung là không phải bàn về yếu tố đấy. Cái quan trọng là cái thuật toán xử lý hình ảnh ấy, thì con này cũng có đầy đủ những tính năng của những con S trước đây. Và nói thẳng ra là chụp hình với con này thì mình vẫn thấy là màu sắc ảnh vẫn rực rỡ, nịnh mắt, nhìn vẫn cực kỳ là sướng luôn. Chụp đêm thì hình ảnh đương nhiên nó sẽ bị giảm chi tiết đi một chút xíu, nhưng mà nó vẫn thực sự rất là ngon và khả năng lấy sáng của nó vẫn khá là tốt. Cái quan trọng là quay video thì thực sự là nó quá ngon rồi.
Và mình nói thẳng ra, các bạn kiếm được con nào trong tầm giá cỡ khoảng 12-13 triệu quay video ngon được hơn con này không? Xét về yếu tố Android, con này vô đối các bạn. Đấy, ok chưa? Rồi, bây giờ nói thêm cái khác. Đấy là pin 4500mAh, sạc nhanh 25W. Thì 4500mAh nhiều bạn cũng sẽ nói là ôi bây giờ còn 4500 thì ăn thua gì. Nhưng mà không, con này chạy Snapdragon 865 các bạn. Nó rất khác so với phiên bản chạy chip Exynos các bạn ạ. Và con này nếu như chúng ta sử dụng bình thường hàng ngày, pin nó cực kỳ lì. Nếu như bạn không chơi game, máy nó không bị nóng lên thì pin nó cũng cực kỳ là lì. Các bạn chỉ khi nào mà chơi game, chơi hát nhiều trong một khoảng thời gian dài á, máy nó bị nóng lên thì pin nó mới sụt nhanh mà thôi. Và con này thậm chí nó có thể đáp ứng mức tầm khoảng 6 tiếng rưỡi đến 7 tiếng on screen, phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của các bạn. Nên mình khá bất ngờ với thời lượng pin của con này, thậm chí nó còn tốt hơn cả mấy con pin 5000 mới ra gần đây cơ. Đó, nói thẳng luôn nó là như vậy. Sạc nhanh 25W thì nó cũng tương tự như rất nhiều những sản phẩm khác đang có mặt bây giờ rồi, nên chúng ta cũng không phải nhắc lại quá nhiều. Con này nó là một con S, thế nên nó cũng có đầy đủ tất cả những tính năng cao cấp ăn chơi. Ví dụ nha, nó có sạc không dây này, nó có sạc ngược không dây này. Đấy, nó có luôn tiêu chuẩn kháng nước IP68 này. Đấy, nó có luôn vân tay nhúng bên trong màn hình, độ nhạy cực kỳ tốt này, uy tín. Nó cũng có đầy đủ luôn cả loa stereo, không thiếu một cái gì cả. Chắc là cái cuối cùng mình vẫn muốn nói về cái mặt thiết kế một chút xíu. Thì mình đang mượn ở đây cái phiên bản kiểu màu xanh tối tối ấy. Chúng ta cũng còn khá nhiều những màu sắc khác, mà một trong những cái màu mình thích nhất trên con Galaxy S20 FE ấy, đấy là cái màu xanh min, kiểu xanh ngọc ấy, nhìn khá là đẹp. Thì cái kiểu màu sắc như này và thiết kế kiểu như vậy thì rõ ràng là Samsung đang hướng con này đến các bạn fan trẻ trẻ một chút, không có quá nhiều tài chính để mà đầu tư hẳn vào những con đắt tiền cỡ 20-30 triệu, mà chúng ta muốn bỏ ra một số tiền phải gọi là tốt tốt thôi. Con này chỉ tầm khoảng 12 triệu hơn thôi, mà chúng ta có đầy đủ tất cả những trải nghiệm cao cấp, chúng ta có đầy đủ tất cả những tính năng xịn sò nhất của Samsung, và quan trọng là chúng ta cũng có một hiệu năng để mang lại trải nghiệm gaming cực kỳ tốt. Thì các bạn nghĩ sao về con điện thoại này, về con Galaxy S20 FE này? Lưu ý nhá, cái phiên bản mình đang review ở đây là phiên bản chạy Qualcomm Snapdragon 865, và thậm chí nó cũng đã có sẵn tới 256GB bộ nhớ trong để các bạn lưu trữ, phải nói là best tại nhà, game này, ứng dụng các thứ này, thậm chí là quay phim chụp hình trẻ luôn. Các bạn nghĩ sao? Comment phía bên dưới nhé. Vậy cái đánh đổi là gì? Nó không có 5G. Vậy rồi, đây là Qualcomm Snapdragon 865 nhưng phiên bản về Việt Nam đã bị cắt đi 5G. Nói thẳng ra là các bạn sẽ chỉ sử dụng được cái mạng 4G mà thôi. Nhưng mà với việc 5G ở Việt Nam bây giờ vẫn chưa phổ biến, thì nếu như các bạn mà muốn đón đầu xu hướng, các bạn có thể lựa chọn những sản phẩm mới ra gần đây của Samsung. Còn nếu như các bạn muốn có một cái điện thoại thực dụng, và chúng ta cũng không cần nhất thiết phải quan tâm đến 5G, bởi vì khi nào có 5G thì mình lúc đấy đổi cái điện thoại khác cũng được, thì đây là một trong những sự lựa chọn mà mình khẳng định là vô đối trong cái tầm giá này chính hãng ở thị trường Việt Nam, xét về yếu tố toàn diện mà nó mang lại. Có thể nếu như nhìn so với một vài những sản phẩm mới ra gần đây, con này thua về mặt cấu hình, nhưng trải nghiệm sử dụng thực tế, cái sự đồng đều với rất nhiều tính năng, và quan trọng nó có kháng nước này. Đấy, nó là Samsung này, thì nó đã xứng đáng để các bạn lựa chọn rồi các bạn. Ok, vậy các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này, về con Galaxy S20 FE này? Hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.